quý vị. Quý vị thân mến, rất nhiều người hỏi chúng tôi là tại sao tranh của tranh gỗ Bùi Gia lại đắt như thế. Thì xin giới thiệu với quý vị, trên tay tôi đây là một cuốn sách mà một vị khách hàng đặt hàng của chúng tôi và đem cuốn sách này tới, yêu cầu chúng tôi đọc hết quyển sách này rồi sau đó là sẽ vẽ một cái mẫu tranh theo yêu cầu của họ. Và đây là cuốn sách có tên là Tranh Tết Nét Tinh Hoa Truyền Thống Việt. Và trên tác phẩm này thì có rất nhiều những cái chủ đề tranh và giải thích về những cái ý nghĩa của từng tác phẩm. Và sau khi đọc xong cuốn sách mà dày 200 trang này thì chúng tôi phải chuyển thể từ cuốn sách ra thành một tác phẩm để từ đó có thể làm hài lòng khách hàng. Và đây chỉ là một yếu tố duy nhất để chúng tôi tạo nên thương hiệu và cũng như là tạo nên sự khác biệt của tranh gỗ Bùi Gia. Vậy nên khi quý vị chơi tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia thì đó chính là một giá trị vô hình mà chúng tôi đem lại, cấu thành lên tạo thành một cái giá trị mà quý vị cảm thấy là đắt. Nhưng đó chính là cái chất sáng cũng như là sự sáng tạo của đội ngũ tranh gỗ Bùi Gia.